À, xin chào các bạn. À, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cây mai. Cây mai này rất là bự anh chị các bạn ơi. Cao khoảng 4 mét rưỡi. Cái hoành này 9 90 anh 10. Hoành 90 cái đường kính á, đường kính 4 mét rưỡi. Tàn á 4 mét rưỡi. Tàn 4 rưỡi, cao 4 rưỡi. À, dạ. Tàn 4 rưỡi, cao 4 rưỡi. Hoành 90. Hoành 90. Ừ, cái nãy em nói là hoành 4 rưỡi. Dạ dạ. Tàn cây quá đẹp luôn các bạn ơi. Trên đây nó có hai thân đẹp, chia ra hai thân. Các anh chị nào có nhu cầu mua cây mai này thì liên hệ cái số điện thoại mình để dưới màn hình nha các anh chị các bạn. Mình dạ. Số mấy anh mời? 0969 661 856. Các anh chị có nhu cầu thì liên hệ cái số điện thoại này. Cây mai cực kỳ đẹp luôn các chị. Cao 4 rưỡi. À, đường kính thì 4 rưỡi. Đế rộng đẹp. Hoành 90. Xung quanh đây cũng có mấy cây mai rất là đẹp luôn các anh chị các bạn. Mai vàng tàn đẹp. Cây mai này tàn cây rất là đẹp luôn các anh chị các bạn.